Có những người nằm xuống nhưng lưu danh muôn thuở. Có người mẹ khuất núi nhưng trở thành huyền thoại. Những con người đã làm nên đất nước của kiên trung và bất khuất, yêu thương và bao dung. Một biểu tượng của đức hy sinh từ trong chiến tranh lưu truyền cho hậu thế. Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, di sản thiêng liêng. Quảng Nam, vùng đất nghĩa tình nặng sâu, không chỉ níu chân du khách bởi nét xưa cổ của chùa cầu phố hội hay trăng sao trên những ngọn tháp Chăm, mà còn là lịch sử hào hùng, bi tráng nhưng đầy nghĩa tình nặng sâu. Quần thể tượng đài Mẹ Thứ là một minh chứng cho điều đó. Nằm trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Hàng năm, khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng là điểm tham quan thu hút rất nhiều lượt du khách gần xa. Để ghi danh công lao to lớn của những bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, tỉnh Quảng Nam đã phát động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng tượng đài từ năm 2004, lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ. Chị có thể chia sẻ cho em biết về ý nghĩa của tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng được không ạ? Xuất phát từ sự biết ơn và tri ân các mẹ Việt Nam Anh Hùng, cờ từ những sự cống hiến hy sinh của các mẹ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Và chị có thể giới thiệu bao quát về không gian của tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng? Vâng, tượng đài có hình dáng như một ngọn núi nhô cao ở giữa và thoải dần ra hai bên. Thì hai bên vách có 11 gương mặt của các người con thì luôn hướng về mẹ với một tình cảm yêu thương và trìu mến nhất. Và tượng đài của mẹ như hình dáng một ngọn núi mẹ dang ra để ôm các con của mẹ vào lòng, ôm non sông đất nước của mẹ vào lòng. Trên tượng đài còn có 9 dòng thác chảy từ thân mẹ xuống các tầng hồ. Và 9 dòng thác này có ý nghĩa là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Tượng đài cao 18,5m được làm bằng chất liệu đá sa thạch với các khối tượng được làm bằng đá hoa cương chạy dài theo đường cánh cung 120m. Ở chính giữa tượng đài là chân dung mẹ Nguyễn Thị Thứ được khắc những nét bình dị, mộc mạc, vẻ đẹp nhân hậu và tình thương bao la mẹ dành cho các con. Thực sự là rất là vinh hạnh và cảm thấy tự hào được đến với tượng đài của mẹ, là nơi biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và cũng đại diện cho những người mẹ Việt Nam anh hùng góp phần để giáo dục về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, và đồng thời đó để cho anh em được học tập những cái truyền thống quý báu của dân tộc, của cha ông. Được xem là trái tim của quần thể tượng mẹ Việt Nam anh hùng, đó là khu nhà trưng bày. Nằm ở bên trong bảo tàng, khu nhà trưng bày ghi danh các bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng với nhiều tư liệu, hình ảnh, phim ảnh giới thiệu về những năm tháng khốc liệt và sự cống hiến hết mình của những người mẹ với Tổ quốc Việt Nam. Những hiện vật, bằng chứng sống động khơi gợi nhiều liên tưởng và những cảm xúc chân thực về những trang đời huyền thoại, về sự hy sinh và cống hiến lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng. Những thiếp đá trong quần thể danh thắng được hình dung như cung bậc trầm, bổng, lên, xuống, tượng trưng cho những năm tháng lịch sử gian khổ của những người con xa trận. Lặng yên ngắm nhìn quần thể tượng, chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả cảm xúc vui, buồn, mong, nhớ của những người con xa nhà hướng về người mẹ. Đây là tượng đài lớn nhất Đông Nam Á, mang giá trị lịch sử và nhân văn vô cùng ý nghĩa. Nó là sự kết hợp hài hòa của bản sắc văn hóa dân tộc và thế hệ trẻ ngày nay. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi ở tượng đài Mẹ Thứ không ở tính quy mô mà được xem là di sản thiêng liêng,
về tinh thần đấu tranh cách mạng quật cường, tính hy sinh và lòng yêu thương vô bờ bến của người mẹ Việt Nam anh hùng.